xin cảm tạ lòng thương xót Chúa. Vì yêu thương con, Ngài sinh xuống nơi gian trần. Vì yêu thương con, Ngài mang thân phận tội lỗi. Dù bao thương đau, Ngài luôn gánh tội cho con. Lạy Chúa, xin dâng lời cảm tạ tình thương Chúa. Xin dâng lời cảm tạ lòng từ nhân, vì Chúa hằng thương xót và tha thứ. Lạy Chúa, xin dâng Ngài một ca khúc dịu êm. Xin dâng Ngài lòng cảm mến tri ân, vì Chúa hằng thương xót và thứ tha. Bao cơn sóng đời đắm chìm đời con trong nước mắt, chiều buông âm u lòng con đắng cay trong lỗi lầm. Nhìn lên Giêsu nhục thân trên thập tự giá, vì yêu thương con, Ngài chiến cứu chuộc cho con. Lạy Chúa, xin dâng lời cảm tạ tình thương Chúa. Xin dâng lời cảm tạ lòng từ nhân, vì Chúa hằng thương xót và tha thứ. Lạy Chúa, xin dâng Ngài một ca khúc dịu êm. Xin dâng Ngài lòng cảm mến tri ân, vì Chúa hằng thương xót và thứ tha. Quà tặng tin mừng thứ bảy tuần thứ 15 thường niên năm Chẵn. Chữa lành thầm lặng, bài viết của linh mục Minh Anh, tổng giáo phận Huế. Người Pha-ri-sêu rời khỏi đó và bàn tính để giết Chúa Giê-su. Biết vậy, Ngài cũng rời khỏi nơi đó. Trích tin mừng Matthew chương 12 câu 14 và 15a. Sẽ đến một lúc không ai biết khi nào, sẽ có một nơi không ai biết ở đâu. Nó sẽ đánh dấu số phận vinh quang hay tuyệt vọng của mỗi người. Và sẽ có một lằn ranh ẩn khuất giữa sự kiên nhẫn của Thiên Chúa và cơn thịnh nộ của Ngài. Nhưng với những ai tin vào một đấng đời đời yêu thương, thì toàn bộ cuộc sống chỉ là một cuộc chữa lành thầm lặng. Kính thưa anh chị em, toàn bộ cuộc sống chỉ là một cuộc chữa lành thầm lặng. Ý tưởng của A. Alexander được gặp lại trong tin mừng hôm nay qua cách ứng xử tuyệt vời của Chúa Giê-xu. Ngài lánh khỏi nơi đó khi biết người ta đang tìm giết Ngài. Lánh khỏi nơi đó không phải vì Chúa Giê-xu sợ, cũng không phải vì Ngài chưa chuẩn bị đủ, nhưng vì lòng người chưa sẵn sàng để đón nhận sứ điệp cứu độ. Lánh khỏi nơi đó nhưng Ngài vẫn tiếp tục chữa lành họ. Vậy lánh khỏi nơi đó, Chúa Giê-xu đi đâu? Trước ác tâm của con người, có thể Ngài ra ngồi đâu đó đùa vui vũ sẻ, bởi Ngài không thích đáng bổ, cũng không muốn kích động một cuộc đối đầu. Mỗi khi thách thức ai, Chúa Giê-xu muốn dẫn người đó đến chỗ suy gẫm sâu sắc hơn về bản thân họ và cuối cùng là sự hoán cải. Đây không phải là lúc để thu hút, thuyết phục. Ngài lánh khỏi nơi đó chỉ để chờ đợi. Đó là một giai đoạn trong tiến trình chữa lành các linh hồn, chữa lành thầm lặng. Cả chúng ta, đôi khi bạn và tôi thấy mình có những bất đồng, thậm chí với những người thân,
Khi những cảm xúc này dấy lên, rõ ràng là vì một hoặc cả hai bên chưa sẵn sàng cho sự thật, thì điều cần làm là hãy lánh khỏi nơi đó và đợi cho đến thời điểm mà trái tim chúng ta rộng mở hơn, cũng như chờ đợi người anh em không còn đóng chặt cánh cửa trái tim họ. Và điều này thật cần thiết trong chuỗi tiến trình chữa lành. Bài đọc Mika hôm nay không nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa chữa lành dân Ngài, đúng hơn chữa lành thầm lặng những người giàu. Mika lên tiếng cảnh báo những ai trục lợi trên người nghèo. Này rồi đây, kẻ thù sẽ tàn phá tất cả, và đó sẽ là thời tai họa, thời mà Chúa không quên những người nghèo khổ. Thánh Vịnh đáp ca. Trở lại với bài tin mừng, một chi tiết quan trọng cần lưu ý: dân chúng đông đảo theo Chúa Giêsu và Ngài chữa lành hết. Đừng nghĩ tất cả các cuộc chữa lành đều là thể lý. Không chỉ thế, Ngài chữa trị cả trí chi lẫn linh hồn. Đó là những ai bị cuộc sống thử thách và tội lỗi vùi dập. Và cho đến hôm nay, Ngài vẫn tiếp tục chữa lành. Ngài là thầy thuốc vĩ đại muốn cứu tất cả, dù là chữa lành công khai hay chữa lành thầm lặng. Anh chị em, Ngài lánh khỏi nơi đó. Chúa Giêsu, đấng mà gió lẫn biển phải tuân lệnh và ma quỷ cũng phải khuất phục, thế mà trước con người, đôi khi Ngài như thể chịu thua. Ngài nhân hậu, nhẫn nhịn, hiền lành, và thậm chí chấp nhận trả một giá đắt, thập giá, để không chỉ trở nên đấng chữa lành những con người mà còn là đấng cứu độ thế giới. Cũng thế, nếu có thể lánh khỏi nơi đó như Chúa Giêsu mỗi khi cần thiết, các cuộc chữa lành thầm lặng của bạn và tôi vẫn mang tính cứu độ thế giới. Chúng ta có thể cầu nguyện: lạy Chúa, đấng kiên nhẫn với con hơn ai hết, cho con một đôi khi cũng biết rời đi nơi khác, chờ đợi trái tim mở cửa, không chỉ tim anh chị em con, mà trước hết trái tim con. Amen. Lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm ngắn gọn tương tự của cùng tác giả trong mỗi ngày. Xin liên lạc qua email minhanhhue06@gmail.com. Xin cảm ơn. Linh mục Minh Anh, Tổng Giáo phận Huế. Hẹn gặp lại. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con một trái tim mới, trái tim biết yêu tha nhân, biết cho mình đi và luôn tha thứ. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con một tâm hồn mới, tâm hồn sống trong bao dung, sống trong tình thương, sống trong bình yên. Lòng con ngây ngất hoang ca, con xin dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa, bên suối yêu thương hồn con hướng về lòng Cha. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con bàn tay dịu êm, xoa dịu nỗi đau khôn, đỡ nâng ủi an mảnh đời đau thương. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con bàn chân Ngài đi, viên thăm những ai cô đơn, sống trong lòng